canh múc cho ra tô rồi bây giờ mình rắc một ít hành ngò vào để cho cái tô canh nó tăng thêm cái hương vị ngon hơn như cả nhà. Chả chay xào xả ớt, chả giò rong biển, nấm đào hủ kỳ gam. Em chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và luôn may mắn trong cuộc sống. Hôm nay là ngày 15, ngày rằm lễ Phật đản. Em gái có mua đồ nấu món chay. Những cái nguyên liệu nấu món chay, em gái của mình mới vừa đi chợ về mua rất là nhiều đồ về nấu món chay và không biết là em gái của mình nấu món gì. Em nghĩ là chắc nấu món lẩu thì có nấm này cả nhà. Và có đậu hũ kia tươi với đậu hũ, chả, chả chay này cả nhà. Đó, chả chay. Và cái này thì có giá này, có bánh tráng này và bún. Nói chung là đủ loại mà không biết là nấu món gì. Mình đi ăn ké thì chưa biết món gì nha cả nhà. Nói chung là em gái của mình nấu tới đâu thì mình vay tới đó nha. Ăn xong món chay thì sẽ có những cái món tráng miệng. Có bưởi da xanh nè, có dưa nè, có chuối nè và có nhãn. Thì những cái nguyên liệu đó, em gái mua nè, em quay nói sơ qua cho cả nhà biết hơn. Thì không biết là nấu món gì nhưng mà mua đồ rất là nhiều. Hạt sen này cả nhà. Món chay thì có đậu hũ nè và chả nè với đào hũ kia tươi nè và nấm. Những cái đồ lan ghim nấu món chay. Em hôm nay ăn ké và quay review món chay nha cả nhà. Có mứt nè, nói chung là đồ lan ghim, có mứt, có cà rốt, củ cải trắng nè. Ăn tráng miệng thì có bưởi nè, chuối, chuối xiên, dưa hấu với rau biển. Em gái của mình mua rất là nhiều đồ để về nấu món chay. Hôm nay mình có lọc ăn nên mình đi ăn món chay nhà em gái. Sẵn tiện em quay review chia sẻ cái vi diễn món chay hôm nay như cả nhà. Nguyên liệu em gái thì cũng đã vào bếp và rửa làm sạch và cho ra đây rồi. Em quay còn cảnh mới sơ qua cái nguyên liệu nấu cái món chay như cả nhà. Thì cái món chay bao gồm là đồ la ghim để nấu cái món canh. Cái phần nguyên liệu này nấu cái món canh đậu hũ rong biển thì có rong biển và đậu hũ non, củ cải trắng, cà rốt, hành ba rô, hành ngò để nêm nếm. Chả thì làm cái món chả xào xả ớt thì có chả, chả chay như cái nhà. Đây đậu hũ. Còn cái đậu hũ tươi này á, cuốn với rong biển. Đây là cái đĩa nấm, nấm để nấu với món canh. Rồi cái nguyên liệu thì đã làm sạch và cho ra đây xong rồi. Bây giờ nấu nha cả nhà. Hôm nay á, em được đi ăn ké cái món chay ngày rằm lễ Phật đản. Rồi em không có vào bếp nấu nhưng mà em chỉ quay thôi để chia sẻ cái món ăn em gái của em nấu ngon như thế nào. Cả nhà nhớ đón xem và ủng hộ vi diễn nha cả nhà. Em gái thì cũng đã bắt cái nồi lên rồi, cho một ít dầu và ba rô vào để xào cho nó thơm. Rồi kế tiếp là cho những nguyên liệu vào. Cho cà rốt vào trước, cà rốt cắt nhỏ cho vào nồi. Cà rốt thì nó cứng, mình cho vào trước để mình nấu cho nó mềm. Sau đó thì những cái nguyên liệu mà nhanh mềm mất mình cho vào sau. Rồi kế tiếp là cho luôn cái củ cải trắng cho nó ngọt. Mình nấu cái món chay á, thì luôn luôn lúc nào có củ cải trắng. Mình nấu củ cải trắng thì cái nước nó ngọt hơn. Mình cho cái củ cải đỏ và củ cải trắng xong rồi bây giờ cho nước vào. Thì mình muốn nấu cho nhanh thì mình cho cái nước nóng vào để cho cái nồi canh nó nhanh hơn nha. Em gái nấu sẵn cái ấm nước rồi, bây giờ cho vào cho nó nóng, mình nấu cho nó nhanh. Cắt nấm, cắt một ít nấm để nấu canh, nấu đúng một tô canh chay thôi. Và còn những cái món còn lại mình ăn kèm với canh thì mình không cần nấu nhiều. Ý như cái nhà thích ăn nhiều thì cái nhà nấu nhiều. Mình ăn vừa thì mình nấu ít nha cả nhà. Tại vì món chay thì có thêm món chả xả ớt nè với cái món tàu hủ ki tươi cuốn rong biển. Canh thì cũng đã sôi rồi, bây giờ cho nấm vào như cái nhà. Bây giờ cắt đậu hũ non, mình cắt đậu hũ non mình cho vào cái nồi canh luôn. Cho đậu hũ non vào nồi canh như cái nhà. Bây giờ mình nêm nếm gia vị.
cho hạt nêm chay vào. Đây là hạt nêm chay làm từ nấm nha cả nhà. Nêm nếm thì cho hạt nêm chay và một ít muối, một ít đường là được nha cả nhà. Thì cái món canh ấy, cả nhà nấu cả nhà tùy theo nêm nếm nha. Cái khẩu vị gia đình của mình ăn mặn ngọt thì tùy chỉnh nha cả nhà. Rồi thì cái nồi canh đã nêm nếm, đây là phần cuối cùng là cho rong biển vào này. Đây giờ cho rong biển vào luôn nha. Chất lượng như thế nha. Có rong biển này, có nấm này, có rau củ này và có đậu hũ. Ăn chay như vậy là không ngán, ăn chay như vậy là ngon bổ dưỡng. Mình muốn một canh nó ngon hơn thì mình cho một ít tiêu vào, mình ăn nó có cái vị cay cay từ tiêu đó, nó rất là ngon. Bây giờ mình nêm nếm cho luôn hành ngò vào luôn. Bây giờ cho hành ngò vào rồi, vậy là đã có một cái nồi canh nấu đó xong rồi. Món canh nấu đã xong và nêm nếm hành ngò, giờ múc cho ra tô. Múc canh cho ra tô nè cả nhà. Canh múc cho ra tô rồi, bây giờ mình rắc một ít hành ngò vào để cho cái tô canh nó tăng thêm cái hương vị ngon hơn như cái nhà. Bây giờ làm cái món chả sả ớt chay. Cho chảo lên lò thì chảo cũng đã nóng rồi, cho một ít dầu ăn vào. Mình cho vài cọng cà rua để cho cái dầu nó thơm như cái nhà. Bây giờ cho chảo vào mình chiên luôn. Chả chay nhìn cũng giống chả mặn cái nhà. Chả sau khi chiên thì cũng đã vàng rồi, thì gấp cho ra đĩa. Sau đó thì mình cho sả ớt vào. Mình làm cái nước sốt sả ớt xong rồi mình mới cho chảo vào lại. Chả thì chiên vàng đều hai mặt rồi gấp cho ra đĩa. Chả chiên sả ớt nó thơm phức cả nhà, mùi sả trời ơi, tôi nói nó nồng nàn, nó thơm, nó làm cho mình đói bụng luôn, rất là ngon nha. Cả nhà nhìn cái món chả chay, nếu như mà em không nói cái món chay thì cả nhà nghĩ đây là món mặn nha, giống y luôn, cái miếng chả y chang cái miếng chả mặn, ngon lắm cả nhà. Món chả sả ớt thì cũng đã xong rồi, bây giờ cho ra đĩa. Rồi vậy là đã có một cái đĩa chả xào sả ớt trông rất là thơm ngon. Làm món chả giò cả nhà, cà rốt cắt nhỏ, ba cà rô sau khi cắt nhỏ thì cho vào luôn nha. Rồi cho đậu hũ, đậu hũ biến cho vào. Thì giờ mình dầm cái đậu hũ này diễn nó cùng với cà rốt và ba rô thì cho ba miếng đậu hũ. Giờ em nghiền nhuyễn cái này mình bóp lại, sau đó thì cho ra cái nhân để cuốn bánh chén và làm cái món chả giò chả ram đó cả nhà, món chả ram chay. Cho nấm vào những cái nhà, nấm thì đã băm nhuyễn cho vào cái tô nhân.
Rồi thì những cái nguyên liệu cho vào cái tô rồi. Bây giờ mình trộn đều lên. Cho đào hủ tiêu như vậy. Trong cái tô nguyên liệu nhân làm cái món chả giò thì cho thêm cái đào hủ tiêu vào nữa này cả nhà. Thì trong này có đào hủ tiêu, đậu hũ, nấm, cà rốt, hành ba rô. Và bây giờ nêm nếm cho một ít hạt nêm, cho hạt nêm chay. Cho một ít đường, một ít muối. Cho một ít tiêu. Trời ơi, nó bay lên, nó muốn sập. Cái mùi tiêu nó rất là cay luôn. Cho một ít nước tương, trộn đều lên. Cái này nếu như có bao tay thì mình mang bao tay vào mình bóp. Nó chặt hơn và nó hòa quyện cái nguyên liệu lại, mình cuốn nó dễ hơn. Còn nếu như mình không có bao tay thì mình dùng muỗng mình trộn cho nó đều như cả nhà. Rồi mình trộn lên là đã có một cái nhân chay để đi cuốn chả giò. Mình dùng cái bao tay mình mang vào mình bóp thì cái nhân nó nhuyễn và nó kết dính hơn, mình cuốn nó cũng không bị rã. Cái nhân chả giò sau khi cho nguyên liệu đầy đủ vào và mình nhồi lại thì cũng đã xong rồi, giờ đi cuốn thôi. Cuốn chả giò như cái nhà thì cuốn chả giò mình cho một miếng bánh chén và một miếng rong biển, giờ mình cho nhân vào. Rồi vậy là đã có một cái cuốn chả giò. Mình cho một miếng bánh chén, một miếng rong biển, mình cho nhân vào. Mình cuốn thì mình bóp cho cái cuốn chả nó chặt, mình chiên thì cái cuốn chả nó sẽ ngon hơn nha cả nhà. Cuốn được hai cuốn. Rồi bây giờ em tiếp tục cuốn cho hết cái chả giò này. Chả giò sau khi cuốn thì cũng đã xong rồi. Bây giờ mình đem đi chiên. Dầu nóng rồi, bây giờ em cho chả giò vào. Chả giò em chiên trong cái chảo này, chiên sơ qua rồi như vậy là được nha. Mình gắp cho cái nồi, bỏ vào cái nồi chiên không dầu á, mình chiên để cho cái miếng chả giò này nó giòn, nó ngon hơn và nó ráo giòn hơn. Cuốn chả nó quay như vậy là được nha cả nhà, nó quay như vậy mình cho nó vào cái nồi chiên không dầu. Đây em đã gắp và chất cho vào cái nồi chiên không dầu. Mình cho những cuốn chả giò vào nồi chiên không dầu. Sau đó thì mình chiên lại trong nồi chiên không dầu thì cuốn chả nó sẽ ngon và giòn hơn. Rồi bây giờ em đẩy nồi đi không? Em bấm nút hẹn giờ. Chả giò cho vào cái nồi chiên không dầu thì đang bấm nút và đợi cho cái chả nó vàng chín tới. Thì cái nồi chiên không dầu này á, mình đứng ở ngoài á, mình quay mình cũng vẫn nhìn thấy được cái cuốn chả giò như cái nhà. Ở mặt trước nó có cái kính này cái nhà. Mình có thể là giờ vào đây mình biết nó chín vàng hay như thế nào thì mình canh mình tắt lửa, mình không sợ cháy. Chả ram sau khi cho vào cái nồi chiên không dầu thì nó cũng đang vàng tới này cả nhà. Đó, mình ở ngoài mình nhìn vẫn thấy nha, và mình có thể là mình canh nó cái miếng chả nó vừa vàng tới là được, mình đừng có để cho nó cháy như cái nhà. Cái này mình canh được nè. Cái lò này nó có tấm kính nè, mình nấu những cái món ăn á thì mình canh được nên cái món ăn không bị cháy.
Rồi sau khi em cho chả giò vào cái nồi chiên không dầu thì cái chả cũng đã vàng và giòn tới rồi. Giờ mình gấp cho ra đĩa. Mình cho vào cái nồi chiên không dầu á, mình chiên lại nó vừa tách dầu. Nó làm cho mình ăn đỡ ngán như cái nhà. Rồi gấp chả giò ra như cái nhà. Chả giò em gấp cho ra đĩa. Tiếp theo là một món nữa, đó là món đào hủ tiêu cam nấm. Đào hủ tiêu này là đào hủ tiêu tươi. Đào hủ tiêu tươi với mình làm món gan rất là ngon như thế này. Mình cho một ít dầu ăn vào chảo, sau đó thì mình cho đào hủ tiêu tươi vào, mình đảo qua đảo lại thì cái đào hủ tiêu nó quen tới. Và sau đó thì mình làm cái món đào hủ tiêu cam nấm. Đào hủ tiêu mà mình ra với nấm rất là ngon. Mà cái món đào hủ tiêu này á, mình cũng có thể là kho với nấm cũng ngon nữa nha. Đào hủ kia cho vào chảo thì đảo qua đảo lại thì đào hủ kia đã hoàn rồi. Thì mình cho nấm vào luôn nha cả nhà. Mình cho nấm vào, mình đảo qua đảo lại để nấm nó hơi mềm tới một chút rồi mình nêm nếm. Bây giờ tới phần nêm nếm nha. Cho một ít đường, một ít muối, một ít hạt nêm. Nấu chay thì cho hạt nêm chay nha cả nhà. Mình nấu mặn thì mình cho hạt nêm mặn. Và cho một ít tiêu. Cho một ít xì dầu. Món ăn hôm nay là em không có nấu, món ăn hôm nay là em gái em mới nấu, nó ăn theo cái khẩu vị của nó nên nó bỏ theo khẩu vị của nó cả nhà. Nếu như cả nhà thấy khẩu vị mà mình chưa vừa miệng thì cả nhà nấu, cả nhà nêm nếm tùy thêm nha. Món ram đào hủ kia thì cũng ram xong rồi cả nhà, giờ múc cho ra đĩa. Rồi vậy là đã có một cái món đào hủ kia ram với nấm trông rất là ngon. Rau luộc mình ăn thì ăn kèm theo cái món rau để cho nó đỡ ngán như cái nhà. Rau dền luộc. Bưng rau luộc đi nha. Giờ cơm thì cũng đã tới rồi cả nhà. Nãy giờ vào bếp nấu cũng được 4 món thì cũng đã xong rồi. Đây, rau, một chén chao, chao với ớt rất là ngon. Tương mình ăn với món chả giò, xì dầu ớt, đào hủ kia, ram nấm, chả, xào xả ớt. Một tô canh đậu hũ rong biển nấu nấm. Chả ram cuộn đậu hũ rong biển. Bữa cơm đơn giản, 4 món chay. Thì sau khi cùng em gái vào bếp nấu ăn thì cũng đã xong rồi và dọn ra đây. Giờ tới giờ cơm trưa. Mời cả nhà.
xào ớt này cả nhà, giống như là miếng cả mặn như cái giống không, ăn khi mà món nào món ấy giống như là đồ mặn vậy, không ngán như vậy. Chắc là em tắt máy ăn cơm thôi cả nhà, em không muốn có quay video ngồi ăn dài với cả nhà. Cả nhà xem video thì cả nhà thấy video hôm nay em cùng em gái vào bếp nấu ăn món dây, nếu như cả nhà thấy ngon thì cả nhà ủng hộ video, cả nhà cho em một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký để có cái video mới tiếp theo cho cả nhà. Em luôn chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều, em hẹn gặp lại cả nhà một cái video sau. Bye cả nhà.